Hello cả nhà, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với video của Quanh. Hôm nay thì trời sắp lại ôm luôn. Đêm nay là đêm thứ hai Quanh đi gò lớn, thì mấy anh em sẽ chuẩn bị để ra khơi. Wow, bầu trời hôm nay rất là ôm luôn cả nhà ha. Thì ngày biển của Quân như thế này đầy ôm thì mấy anh em Quân nó rất là thích, tại vì không có những sóng gió nữa. Đây Quân sẽ đi về thuốc vào đó luôn, tầm khoảng 15 hải lý. Vừa gần tới thì trời cũng đang mưa luôn, thì mấy anh em phải ái băng xuống để nấp cho khỏi ướt mình. Nói chung lạnh lắm cả nhà. Rồi trời cũng đã tối luôn, thì Quanh cũng không để cả nhà đợi lâu, thì Quanh sẽ nhảy xuống để săn bắt hải sản cho cả nhà xem. Rồi Quanh cũng để nhai. Thì hôm nay Quanh lặn nước cũng giống như mỗi khi, tầm khoảng 10 đến 11 xả tay. Rồi bây giờ thì đi săn thôi. Quanh gặp một con ké bò lé đang dưới cả tảng đá như thế này. Con này khá là to luôn ha. Thì Quanh sẽ chỉ nó lấy nó gì. Quá đẻ luôn, con này khá là to luôn ha. Con này thì tầm khoảng 2 kg đó. Quanh chưa được một con cái chèm cũ. Dưới cái tảng đá thế này thì Quanh gặp một con cái mỏ đuốc. Mỏ đuốc này nó thường hay nó ngủ như thế, thì có những con ngủ sắc nó chia lại mắt tầm nhìn cho cái nhà xem ha. Thì Quanh sẽ lấy nó che để coi cho rõ hơn. Đó, nó nằm chỉ nằm yên như thế. Chỗ này Quanh gặp hai con cái chê bông luôn nè. Quanh chữa chảy mắt một con rất là tiếc ha, thì Quanh sẽ chữa con thứ hai. Con này chưa được nó rồi. Con này thì tầm khoảng 800 g đến 900 g. Các con Quanh chữa sảy thì tầm khoảng 1 kg đến 1 kg mấy á. Quá là uống ha. Loại cái dị bông này nếu mà chữa sảy một cái nó sẽ chạy mất tiêu luôn, nó không có quanh lại đâu. Quanh gặp một con mực nang đầu tiên này. Con này nó quỳ clan nó như cục đá vậy ha. Quanh sẽ chia nó. Con này chỉ tầm khoảng 2 đến 3 kg. Quá là đẻ luôn.
Quanh chưa được một con cái bò tím. Bò tím này thường thường thì giá trị của nó tầm khoảng 25 đến 30 nghìn một ký. Quanh gặp con mực nang thứ hai này cả nhà. Con này cũng như đồn con lứa nha, tầm khoảng 2 đến 3 ký luôn á. Quá đẻ luôn. May mắn của quanh đẻ tới rồi. Quanh chưa được một con cái kình mẫn. Giá trị của nó thì tầm khoảng 25 đến 30 nghìn một ký. Đi khoảng thời gian khá là lâu luôn, quanh bây giờ mới gặp một con nhầm sọ này. Cái gò này khá là thưa ha, khá là thưa nhầm sọ luôn. Quanh gặp một con hạ sâm gai đầu tiên này. Hạ sâm gai thì tầm khoảng 35 đến 40 nghìn một con. Tiếp theo thì quanh gặp một con cái bò lé nữa nè. Nó đang nép như thế này này. Rồi quanh cũng đang chữa được nó. Chỗ này thì quên phát hiện một con ốp bàn tay. Ốp bàn tay thì tầm khoảng 10.000 đến 12.000 một con. Tiếp theo thì quên phát hiện một con hầu hương. Đây, nhìn thấy không? Quên sẽ lấy nó gì? Sẽ cho nó gì? Đó, con này thì bám xoát để dễ lấy ha. Có nhiều con bám quần chọc mái nó cũng dê luôn. Con này thì rõ là dễ. Hầu hương thì tầm khoảng 10.000 đến 15.000 một con. Cái nhà thấy chưa? Quần gặp một con bạch tuộc đang đứt ở trong hang này nè. Để quần lấy đế về, lấy nó về để cho cái nhà xem nha. Và đây là cách mà anh em quân bắt bạch tuộc nha. Đầu tiên thì quân sẽ khều nó dê. Khều như thế này, nhẹ nhẹ thôi. Nó sẽ tự chui dê à. Đó, nó đè bò dê rồi. Thấy không? Đó là cách mà anh em quân bắt nha. Thì con này tầm khoảng 3 ký. Giá trị của bạch tuộc thì tầm khoảng 102 đến 103 nghìn một ký. Cái chỗ này thì quên quay không rõ để cho cái nhà xem được ha. Mong cái nhà thông cảm cho quên nha. Warner gặp thêm một con mực nang nữa nè. Con này là con thứ ba nha. Mỗi khi thì Warner gặp mực nang là rất là mừng luôn. Nó tại vì nó giá trị rất là cao. Thì tầm khoảng 15 đến 150 nghìn một ký. Có mùa thì nó lên 18 đến 19 nghìn một ký luôn đó. Nó giá trị rất là cao luôn. Tiếp tục thì quân gặp một con ốc càng này cái nha. Là ốc càng này thường xuyên bán thì tầm khoảng 15 đến 20 nghìn một con.
Ông anh này gặp một con mực bạch tuộc nha. Ông anh này đang có lấy về. Đó. Ồ, nó để chui về rồi cả nhà. Con này thì nó bám rất là cứng. Anh này kéo rất là lâu luôn. Chưa chịu về. Nó không về thì quên phải là phụ kéo nó về này. À, con này khá là cứng luôn ha. Nó bém không chịu về luôn. Ồ, cuối cùng nó cũng để xe rồi. Đây, ông anh này để lái nó đi. Đó, cái này thấy không? Ồ, mấy anh em gặp một con ghé vào mồm đang có chữa nó này cả nhà. Wow, con ghé vào mồm này ăn nẹ nó rất là thơm luôn. Thịt nó rất là béo. Ăn khó chê luôn đó. Con ghé vào mồm này thì tầm khoảng 2 đến 3 kg luôn ha. Thì cái bầu mồm này có giá trị rất là cao. Tầm khoảng 120 đến 150 nghìn 1 kg luôn đó. Có vẻ hôm nay quên rất là may mắn. Con này là con thứ tư. Và wow, con mực nang thứ tư luôn đó cả nhà. Oh. Con mực nang thứ tư này thì kích thước của nó giống như mấy con trước ha. Wow, ấy đẻ luôn. Tiếp theo chỗ này thì quân gặp một con hải sâm gai. Con này cái già luôn ha. Wow, quá già luôn. Rồi, cũng để tới giờ mà anh em quân lên rồi. Bây giờ thì cùng quân lên xem thành quả nha. Rồi, mà anh em cũng để đôi cái dây rồi. Wow, cái này thấy không? Còn bầu mồm cái này to luôn ha. Chuẩn bị sẽ nấu con bò mồng này lên đây. Rồi bây giờ thì mai anh em sẽ lấy vợt kê về vào cái vô để mai có bán cái. Rồi mấy anh em sẽ chuẩn bị làm con cá bào mồng này lên ăn. Thì video này của anh cũng sẽ xin phép khép lại tại luôn. Nếu kênh này cảm thấy video của anh thì cho của anh một like và một đăng ký để ủng hộ kênh cho của anh nha. Của anh sẽ có động lực để share video nhiều hơn cho kênh này xem. Rồi bây giờ thì bye bye kênh nha.